thưa quý vị, lúc này thì Hương Quỳnh đã có mặt tại đường đua số 1 của chặng đua Mũi Dinh Challenge 2019. Với bài đua số 1 thì cũng là một bài đua khá là đơn giản. Tuy nhiên thì tại đường đua này thì các xe sẽ phải làm thế nào để có thể di chuyển trên tuyến đường cát một cách tốt nhất? Ngày hôm nay thì thời tiết sẽ thuận lợi cho những người theo dõi chương trình. Tuy nhiên thì không phải là một chặng đua mà các tay đua yêu thích, bởi vì cát tại Ninh Thuận thì rất là xốp và với những đường đua như thế này thì rất dễ để các xe bị sa lầy. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ cùng theo dõi xem các xế sẽ làm thế nào để có thể vượt qua tuyến đường đầu tiên của giải đua năm nay. Vâng, như vậy là đội đua đầu tiên đã xuất phát và rất dễ dàng để họ có thể vượt qua chặng đầu tiên của đường đua số 1. Với đường đua này thì khá là bằng phẳng và trước đây 2 ngày thì thời tiết đã mưa. Chính vì vậy mà nền đất tại Ninh Thuận cũng không quá là xốp. Hệ thống flycam của chúng tôi đang theo sát những chiếc xe để xem là các vận động viên di chuyển như thế nào. Và trong giải Mũi Dinh Challenge 2019 năm nay thì thay bằng việc là chúng ta chấm điểm thì chúng tôi sẽ có việc trừ thời gian với những chiếc xe mà làm đổ cọc hay là vi phạm lỗi, thì chúng ta sẽ cộng thêm thời gian di chuyển vào những chiếc xe. Và sau đó thì chiếc xe nào cũng như là vận động viên nào đạt được cái mốc thời gian thấp nhất thì người đó sẽ trở thành người thắng cuộc và giành được giải vua sa mạc của Mũi Dinh Challenge 2019 với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Chiếc xe rất dễ dàng để có thể hoàn thành được bài thi đầu tiên của mình. Và lúc này thì chiếc xe vẫn đang bon bon trên những tuyến đường rồi. Với tất cả những chiếc xe tham gia vào giải đua hôm nay thì tất cả những chiếc lốp sẽ phải giảm bớt hơi để cho không quá là căng hơi. Với những chiếc xe pickup hay là những chiếc SUV mà quá căng hơi thì rất khó để có thể di chuyển trên tuyến đường cát. Tuy nhiên thì đường cát, đường sa mạc như thế này thì cũng sẽ là một lợi thế của những dòng xe này rồi. Nên chúng ta sẽ cùng xem là các xế sẽ phải xử lý tay lái của mình như thế nào để có thể hoàn thành bài thi khó. Ở phần sát với chân núi thì đất sẽ rất là xốp. Chính vì vậy mà chiếc xe của chúng ta sẽ rất dễ bị sa lầy. Trong ngày hôm qua tập luyện thì đã có rất nhiều chiếc xe mắc kẹt trên đó rồi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem các vận động viên sẽ cố gắng khắc phục sự cố của mình như thế nào. Vâng, thưa quý vị, chiếc xe đầu tiên thì sắp hoàn thành bài thi của mình rồi và họ đang ở những cái quãng đường khó nhất của đường đua số 1. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ cùng tiếp tục di chuyển theo đội đua đầu tiên tham gia vào chặng đua số 1 ngày hôm nay để xem là họ có thể hoàn thành bài thi của mình hay không và họ có gặp phải bất cứ một lỗi nào hay không. Quý vị hãy nhớ là với giải đua năm nay chúng tôi không tính điểm mà chúng tôi sẽ tính thời gian. Nếu như quãng thời gian mà các đội xe hoàn thành bài thi ít nhất thì đội đó sẽ có cơ hội trở thành vua sa mạc của giải Mũi Dinh Challenge 2019 năm nay. Vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị để ý thì đằng sau Hương Quỳnh đây chính là một phần của chặng đua đầu tiên. Nếu như ở phần đầu của chặng đua này quý vị có thể nhìn thấy là các vận động viên rất dễ dàng để có thể vượt qua thì đến phần cuối của chặng đua sẽ là một phần rất khó, bởi vì khi mà di chuyển trên đường đồi gặp những chướng ngại vật rất lớn thì ngoài việc làm thế nào để chiếc xe có thể di chuyển nhanh nhất, các vận động viên cũng phải để ý có thể thành công. Quý vị đang nhìn thấy chiếc xe của chúng tôi đang tham gia vào bài thi của mình và có thể thấy là có rất nhiều những tảng đá trông tranh trên đó. Chính vì vậy mà các vận động viên vừa phải cố gắng để tránh những tảng đá lớn, những chướng ngại vật này và vừa phải rất cố gắng để có thể hoàn thành bài thi của mình. Và chiếc xe đầu tiên của chúng ta đang sắp về đích và sắp hoàn thành bài thi của mình rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả mà họ đạt được là bao nhiêu. Vâng, thưa quý vị, và lúc này thì chiếc xe đầu tiên tham gia vào đường đua số 1 đang về đích rồi. Và chúng ta có thể thấy là họ đã rất cố gắng để có thể hoàn thành phần thi của mình. Sẽ cùng chờ đợi xem thời gian mà họ đạt được là bao nhiêu, có phải là kỳ đua tốt nhất trong buổi sáng ngày hôm nay không ạ? Vâng, thưa quý vị, như vậy là đội thi đầu tiên đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ thì đội thi thứ hai sẽ chuẩn bị cho đường đua của họ. Khán giả thì đang rất nôn nức chờ đợi xem đội đua nào sẽ có thể
giành được giải vua sa mạc trong buổi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên thì chặng đua của chúng ta còn rất dài và vẫn còn kéo dài đến sáng ngày mai nữa. Chính vì vậy mà xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi đội đua của chúng tôi và hãy cùng cổ vũ cho họ để mong rằng họ có thể đạt được điểm thi tốt nhất nhé. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này thì chiếc xe thứ hai đang chuẩn bị xuất phát rồi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem chặng đua của họ có gặp phải lỗi không và thời gian mà họ hoàn thành là bao nhiêu nhé. Thưa quý vị, như vậy là đội đua thứ hai cũng đã bắt đầu bài thi của mình. Và phần đầu tiên của chặng đua như chúng ta đã nói từ đầu vẫn là một phần đua rất là đơn giản. Tuy nhiên thì khi mà di chuyển lên núi ở phần cuối của bài thi sẽ là một phần thi vô cùng khó khăn bởi có những dốc cũng như là những phần mà cát rất là xốp. Vậy làm thế nào để có thể vượt qua được những chặng đường như vậy với một quãng thời gian ngắn? Chúng ta hãy cùng theo dõi những tay đua của chúng tôi nhé. Chiếc xe thứ hai của chúng ta đã bắt đầu di chuyển lên phần khó nhất của cuộc thi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và quý vị có thể theo dõi thấy có rất nhiều chướng ngại vật trên quãng đường mà họ di chuyển qua. Và thêm vào đó là phần cát rất là xốp và bánh xe của những chiếc xe rất dễ bị xa lầy. Và làm thế nào để có thể di chuyển được qua những cái tuyến đường này và có cả những cái đoạn đường mà rất là dốc. Xe cũng rất có khả năng cao bị lật. Vậy làm thế nào để giữ thăng bằng được chiếc xe của chúng ta thì đó là phần khó khăn nhất của các vận động viên. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, các vận động viên thì vẫn đang chờ đợi đến phần thi của mình. Còn các quý vị khán giả ở phía trên vẫn đang nhiệt tình cổ vũ cho các đội thi và cũng đang hồi hộp theo những chặng đua của chúng tôi để tìm ra chủ nhân của giải vua sa mạc với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng không phải là dễ dàng. Và chúng ta sẽ phải trải qua 4 bài thi, hoàn thành 4 bài thi này với quãng thời gian ngắn nhất sẽ là người giành được giải thưởng vua sa mạc của chúng tôi ngày hôm nay. Và quý vị có thể nhìn thấy ở phía sau Hương Quỳnh bây giờ rất nhiều chiếc xe đang đỗ dọc hai bên đường đua và rất nhiều quý vị khán giả đang chăm chú theo dõi từng bước đi của các đội thi và theo dõi từng chặng đua của họ để xem họ có thể hoàn thành xuất sắc phần thi của mình hay không. Các bạn thân mến, những đường đua vẫn đang tiếp tục và những vận động viên của chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức để có thể hoàn thành bài thi của mình cách sớm nhất. Và chiếc xe thứ hai đang sắp hoàn thành bài thi của họ rồi. Những chặng đường khó khăn cũng sắp qua và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem thời gian mà họ hoàn thành bài thi của mình là bao nhiêu nhé. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này thì chiếc xe thứ hai tham gia vào chặng đua đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay đã sắp hoàn thành phần thi của mình rồi. Họ đang cố gắng hoàn thành gấp rút để có thể rút ngắn thời gian trong bài thi đầu tiên buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại là có tất cả 4 bài thi và tất cả những chiếc xe của chúng ta đều phải hoàn thành cả 4 bài thi này mới có thể giành được giải thưởng đua vua sa mạc trong giải Mũi Dinh Challenge 2019.
Vâng, chiếc xe thứ hai đã hoàn thành bài thi, tuy nhiên đến phần cuối thì chiếc lốp ở bánh trước, một bên tay trái đã bị nổ lốp, và tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể thấy là vận động viên của chúng tôi vẫn đang cảm thấy rất hào hứng khi mà anh đã có thể hoàn thành phần thi của mình. Và quý vị khán giả ở trên thì cũng rất là nhiệt tình để có thể cổ vũ cho đội thi này. Một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng rực rỡ có thể thấy là khiến cho vận động viên của chúng ta trở nên nổi bật hơn trên những đường đua, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những chặng đua tiếp theo. Thêm một chiếc xe nữa đã bắt đầu vào đường đua, và chúng ta sẽ cùng xem là chiếc xe số 3 này có hoàn thành tốt phần thi của mình hay không. Ở trên thì các khán giả cũng đang rất là háo hức để có thể cổ vũ cho các đội đua của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và như quý vị thấy là chiếc xe thứ hai khi mà hoàn thành phần thi của mình thì không may đã bị nổ lốp. Và về vấn đề lốp cũng là một vấn đề rất là quan trọng đối với các vận động viên khi mà tham gia vào giải Mũi Dinh Challenge. Bởi vì với những chiếc lốp quá căng thì sẽ không thể nào hoàn thành tốt phần thi của mình được. Họ sẽ phải rút bớt hơi trong chiếc lốp ra để giúp cho hơi non một chút thì mới có thể dễ dàng di chuyển trên những cái tuyến đường cát như thế này. Một khởi đầu tốt cho tay đua thứ 3 trong buổi sáng ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng chờ xem là kết quả mà họ đạt được có tốt hay không. Vâng, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự xuất hiện của tay đua thứ 3 trong buổi sáng ngày hôm nay trên tuyến đường đồi. Vận động viên của chúng tôi vẫn đang có được sự thuận lợi trên quãng đường di chuyển của mình. Tuy nhiên thì phần khó khăn đang chờ đợi anh ở phía trước. Quý vị có thể thấy là có những đoạn đường thì cát cuốn lên rất là cao. Bởi với những cái đoạn đường như vậy thì tức là phần cát đó rất là xốp, và các tay đua cũng sẽ phải rất cố gắng để có thể vượt qua những đoạn đường này. Khó khăn một chút đã bắt đầu xuất hiện với tay đua thứ 3 trong buổi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên thì anh ấy cũng đã rất là cố gắng để có thể vượt qua rồi. Vào lúc này thì chiếc xe thứ 3 đang cố gắng hoàn thành nốt những chặng cuối của đường đua thứ nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Ở đoạn vừa rồi thì quý vị thấy là cát cuốn lên rất cao và có những cái đoạn rất là khó để có thể di chuyển. Và các tay đua của chúng ta sẽ phải cố gắng làm thế nào để có thể dễ dàng vượt qua những tuyến đường cát. Một số tay đua cũng sẽ phải cố gắng bánh tay lái để xe không bị sa lầy. Tuy nhiên thì có những cái đoạn đất xốp thì các chiếc xe của chúng ta rất dễ bị sa lầy vào đó, và thường sẽ phải dùng đến tời để có thể giúp các chiếc xe vượt qua những cái đoạn đường như vậy. Vâng, thưa quý vị, tại đường đua thứ nhất trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ có tất cả là 8 đội đua tham gia, và 8 đội đua này sẽ là của dòng xe pick-up. Sau đó thì các đội đua sẽ cùng trao đổi các đường đua cho nhau, và 8 đội đua này trong buổi chiều sẽ tham gia vào những đường đua tiếp theo. Và lúc này thì chiếc xe thứ 3 tham gia đường đua thứ nhất trong buổi sáng ngày hôm nay đã có thể về đích an toàn, không bị nổ lốp và cũng không gặp phải bất cứ một sự cố nào. Thời gian cũng rất là tốt nữa, và chúng ta có thể thấy là tất cả quý vị khán giả ở trên đang cổ vũ nhiệt tình cho đội đua của chúng tôi. Quý vị có thể quan sát thấy là các đội đua sẽ phải xuống xe và sau đó bấm vào đồng hồ thì mới có thể hoàn thành phần thi của mình. Thưa quý vị và các bạn, trong đường đua thứ nhất buổi sáng ngày hôm nay sẽ có tất cả là 8 đội đua tham gia, và 8 đội đua này sẽ đều đến từ dòng xe pick-up. Sau đó thì các đội đua sẽ phải thay đổi quãng đường đua với nhau để giúp cho cái quãng thời gian thi của chúng ta không bị quá gián đoạn bởi một số đường đua trống.
Và lúc này thì quý vị có thể thấy là chiếc xe thứ ba của chúng ta đã hoàn thành được phần đua của mình rồi. Trong tất cả những phần thi của chúng tôi thì các xe sẽ đều không được phép dùng đến tời để có thể kéo xe mình lên. Chính vì vậy mà các vận động viên sẽ phải cố gắng hết sức để giúp những chiếc xe không bị sa lầy. Bởi sa lầy sẽ là một hiện tượng rất là khó để có thể kéo xe lên, và thêm vào đó nữa là cái thời gian di chuyển của những chiếc xe sẽ bị kéo dài ra rất nhiều. Và sau khi hoàn thành phần thi của mình thì họ sẽ phải nhanh chóng xuống xe, lái chính hoặc lái phụ sẽ phải xuống bấm đồng hồ để có thể kết thúc phần đua. Chính vì vậy mà chạy nhanh cũng là một lợi thế của các tay đua khi tham gia vào giải Mũi Dinh Challenge 2019 hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi những phần thi tiếp theo. Chiếc xe thứ tư đã vào vị trí và các xế cũng như các chã đã sẵn sàng để có thể đến với bài thi của mình. Họ vẫn đang cố gắng lướt đi thật nhanh trên phần đầu tiên của chặng đua này, bởi tuyến đường ở phía đầu tiên này sẽ là tuyến đường bằng và dễ dàng di chuyển nhất. Chiếc xe thứ tư trong buổi sáng ngày hôm nay cũng đã bắt đầu vào phần khó khăn của cuộc thi và phần khó nhất của chặng đua đầu tiên, với tuyến đường đồi có chướng ngại vật và thêm vào đó là cát xốp. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem chiếc xe này có thể hoàn thành tốt phần thi của mình hay không. Và theo luật thì nếu như những chiếc xe làm đổ cọc trên tuyến đường mà họ di chuyển qua thì sẽ phải bị cộng thêm thời gian. Vâng, chúng ta có thể nghe thấy tiếng máy rất là lớn. Và việc di chuyển trên những tuyến đường cát xốp như vậy thì không phải là việc dễ dàng, mặc dù đó là một lợi thế của những dòng xe pick-up. Và các bạn có thể nhìn thấy là quý vị khán giả có lẽ còn mong chờ hơn cả ban tổ chức để chờ đón chiếc xe của chúng ta hoàn thành những bài thi của mình. Rất nhiều quý vị khán giả đang đứng xem và phóng tầm mắt ra xa để có thể quan sát phần thi của những chiếc xe, và thậm chí là họ còn có thể ngồi lên nóc của những chiếc xe pick-up cũng như chiếc xe SUV nữa để theo dõi đồng đội của mình và những người bạn của mình tham gia vào Mũi Dinh Challenge 2019 ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi chiếc xe thứ tư hoàn thành phần thi của mình trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Thưa quý vị, nếu như quý vị nhìn ra đằng sau Hữu Quỳnh bây giờ thì tay đua thứ tư trong buổi sáng ngày hôm nay đã gặp phải một sự cố. Anh ấy đã bị sa lầy trên tuyến đường đua của mình. Và khu vực đó, vị trí đó cũng là điểm mà rất dễ bị sa lầy, bởi cát ở đó thì rất là mềm và rất là dễ lún. Chính vì vậy mà các chiếc xe của chúng ta nếu mà muốn di chuyển được dễ dàng qua đó thì cũng cần phải có kỹ thuật, và các tay đua thì cũng cần phải hết sức chú ý để tránh gặp phải sự cố như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là vận động viên của chúng tôi có thể xử lý được sự cố trên quãng đường đua của mình hay không nhé. Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì chiếc xe thứ tư tham gia vào chặng đua trong buổi sáng ngày hôm nay vẫn đang gặp phải khó khăn và họ vẫn đang cố gắng khắc phục lỗi của mình. Với lỗi sa lầy như vậy thì mỗi một chiếc xe sẽ có 25 phút để có thể vượt qua lỗi và khắc phục sự cố trên tuyến đường đua của mình. Và nếu như mà qua 25 phút mà chiếc xe vẫn không tự ra được khỏi lầy thì họ sẽ coi như là bị loại khỏi chặng đua này và không được tính thời gian cho phần thi đầu tiên của họ trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại kết quả mà ba chiếc xe trước đã đạt được. Với chiếc xe mang số báo danh 50 thì quãng thời gian mà họ đã hoàn thành phần thi của mình là 8 phút 04 giây. Với chiếc xe có mã số là 52 thì thời gian họ hoàn thành phần thi của mình là 7 phút 16 giây. Và chiếc xe số 3 đang là chiếc xe có quãng thời gian ngắn nhất và tốt nhất trong buổi sáng nay, 7 phút 13 giây, với chiếc xe mang số báo danh là 54. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là chiếc xe thứ tư tham gia chặng đua đầu tiên trong buổi sáng nay có thể hoàn thành phần thi của mình hay không nhé. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu tên và bạn đến từ đâu được không? Dạ, mình tên là Duy, đến từ Đồng Tháp. Và ngày hôm nay có mặt tại Mũi Dinh xem giải đua xe thì cảm nhận của bạn như thế nào? Đến đây xem đua xe thì cảm giác là rất là hào hứng và rất là vui trong cái kỳ lễ hội ở Ninh Thuận. Trước đây thì bạn đã bao giờ theo dõi một giải đua xe địa hình như thế này chưa? Trước giờ thì đây là lần đầu tiên mình đến đây để xem. Và khi mà nhìn thấy những chiếc xe mà vượt qua chướng ngại vật như vậy thì cái cảm xúc của mình như thế nào? Bạn có biết lái xe không? Và nếu như là bạn thì liệu rằng bạn có làm được những cái chặng đua như các vận động viên của chúng tôi không? Mình cũng biết lái xe nhưng mà
Mình nghĩ rằng với cái địa hình như vậy thì khó mà có thể qua được, tại vì mình chưa có trải nghiệm thử. Cảm ơn bạn rất nhiều, và không biết là nếu như có một lần thứ hai quay lại với Nguyễn Dinh và theo dõi chặng đường như thế này thì bạn có quay lại với Ninh Thuận hay không? Nếu có cơ hội lần thứ hai thì mình nhất định sẽ quay lại. Quý vị và các bạn thân mến, dường như rất khó để có thể hoàn thành phần thi của mình khi mà đã bị sa lầy và quãng thời gian 25 phút dường như là không đủ. Chính vì vậy mà chiếc xe số 4 đã bỏ cuộc, và bây giờ thì chúng ta đang theo dõi phần thi của chiếc xe thứ 5 trong buổi sáng ngày hôm nay, và hy vọng là chiếc xe này sẽ không gặp phải bất cứ một sự cố. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chiếc xe thứ 5 cũng đã vừa hoàn thành xong phần thi của mình, mặc dù là thời gian có vẻ dài như dài hơn so với những chiếc xe đã thi trước đó, tuy nhiên thì họ vẫn đã có thể hoàn thành tốt phần thi của mình rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả nhé, và hãy cùng chờ đợi đến phần thi tiếp theo của chiếc xe thứ 6 trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này thì chiếc xe thứ 6 tham gia vào đường đua số 1 trong buổi sáng ngày hôm nay cũng đang chuẩn bị vào vị trí. Và lái chính của chiếc xe này là anh Đỗ Hoàng Trung. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là anh Trung sẽ hoàn thành phần thi của mình trong quãng thời gian là bao nhiêu lâu, khi mà 5 chiếc xe trước đã hoàn thành phần thi của mình. Tuy nhiên thì có một chiếc xe đã phải bỏ cuộc do sa lầy rất lâu. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần thi tiếp theo nhé. Vâng, thưa quý vị, vận động viên Đỗ Hoàng Trung, chủ nhân của chiếc xe đang tham gia tại đường đua đầu tiên. Đó chính là một vận động viên đến từ Hà Nội, và anh đã đạt được rất nhiều những giải thưởng trước đó ở những cái chặng đua ngoài Bắc, ví dụ như là giải VOC hay là giải KOSP mới đây được tổ chức tại Quảng Ninh. Và chúng ta sẽ cùng xem là thời gian mà vận động viên này có thể hoàn thành bài thi của mình là bao nhiêu, và có phải là điểm thi tốt nhất trong buổi sáng ngày hôm nay không. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, theo dõi chặng đua của anh Đỗ Hoàng Trung thì chúng tôi thấy là anh Trung đã di chuyển một quãng thời gian rất ngắn, và điểm mà rất nhiều xe bị sa lầy trước đó thì anh Trung đã có thể dễ dàng vượt qua rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là kỷ lục anh Trung ghi được là bao nhiêu. Anh Đỗ Hoàng Trung là một thành viên của VAC Hà Nội, và anh cũng đã giành được rất nhiều những giải thưởng trước đó trên những cái chặng đua được tổ chức ngoài khu vực miền Bắc, như là giải đua ở Yên Bái hay là giải đua mới đây là King of Pickup, giải đua được tổ chức tại Quảng Ninh. Vâng, thưa quý vị, dường như là quãng đường 5 km của đường đua số 1 đã không thể làm khó anh Đỗ Hoàng Trung, vận động viên đến từ Hà Nội, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả mà anh đạt được là bao nhiêu, khi mà chúng tôi thấy anh đã di chuyển rất nhanh trên quãng đường thi của mình, không gặp phải bất cứ một trở ngại nào cả. Chỉ còn một quãng đường rất ngắn nữa thôi là vận động viên của chúng tôi đã có thể hoàn thành bài thi của mình rồi. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi và chờ đợi kết quả đến từ ban trọng tài, quý vị nhé. Cảm giác của mình khi mà quay lại với cả Mũi Dinh, đây là một cái địa điểm rất là đẹp, và để tổ chức một cái giải đua xe trên cát là cực kỳ phù hợp. Và cái lần này quay lại thì mình muốn chinh phục lại chính những cái con đường mà ngày xưa mình đã đi qua nhưng mà thành tích chưa tốt lắm. Đường đua thì khá là khó nhưng mà mình đánh giá là rất hay. Đường đua được thiết kế bởi chuyên gia người nước ngoài là Li Wu Xiong.
thì anh ấy là đã từng vô địch rất nhiều giải đua và có cái nhiều kinh nghiệm ở trong cái đường đua. Bản thân thì khi mà chạy cái đường này thì cái cảm giác đúng là cái cảm giác của mình nhận thấy là rất là phấn khích, rất là đã, đường rất hay. Quý vị và các bạn thân mến, vận động viên Đỗ Hoàng Trung đến từ Hà Nội đã hoàn thành phần thi của mình với quãng thời gian có thể nói là kỷ lục cho đến thời điểm này, 6 phút 41 giây, lớn hơn, nhanh hơn so với chiếc xe trước đó là 7 phút 13 giây, hơn gần 40 giây. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem có ai phá được kỷ lục của anh tại đường đua đầu tiên này hay không. Còn sau đây thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần thi tiếp theo đến từ chiếc xe thứ 7 trong buổi sáng ngày hôm nay. Đường đua số 1 dài hơn 5 km và cũng là bài đua đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay với những chiếc xe ở dòng xe pick-up. Và với bài đua này thì dường như quãng đường sẽ vẫn là đơn giản cho đến khi lên đồi. Bởi trên đồi thì đất sẽ bao giờ cũng xốp hơn và thêm vào đó là có một điểm rất dễ xa lầy. Và các vận động viên của chúng ta sẽ phải hết sức chú ý để có thể tránh điểm đen này cũng như là chú ý các chướng ngại vật ở trên đồi. Và thời gian nhanh nhất hoàn thành bài thi cho đến thời điểm này là 6 phút 41 giây. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những chiếc xe tiếp theo có thể phá được kỷ lục này hay không. Vâng, chiếc xe thứ 7 trong buổi sáng ngày hôm nay cũng sắp hoàn thành phần thi của mình và có vẻ như là vận động viên của chúng tôi cũng rất dễ dàng có thể vượt qua được những chướng ngại vật nằm ở đường đua đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem kết quả thời gian mà anh di chuyển sẽ được bao nhiêu lâu nhé. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi một chiếc xe hoàn thành được phần thi của mình không chỉ là sự háo hức của vận động viên, sự niềm vui của vận động viên khi mà họ đã có thể hoàn thành tốt phần thi của mình, mà còn là sự háo hức của rất nhiều quý vị khán giả đang có mặt tại Ninh Thuận và họ đã có mặt ở Mũi Dinh từ rất sớm để có thể theo dõi các vận động viên của chúng tôi. Và lúc này thì vận động viên của Mũi Dinh Challenge 2019 đã có thể hoàn thành phần thi của mình rồi. Hãy cùng chờ đợi kết quả mà anh đạt được là bao nhiêu nhé. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là 7 chiếc xe đã hoàn thành và bây giờ sẽ là chiếc xe cuối cùng tham gia vào đường đua thứ nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem kết quả mà chiếc xe này đạt được là bao nhiêu khi mà đã có rất nhiều những chiếc xe di chuyển trước và họ đã có được rất nhiều những bài học, những kinh nghiệm để có thể hoàn thành tốt phần thi của mình. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này thì chúng ta đang nhìn thấy chiếc xe cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay di chuyển ở đường đua số 1, chiếc xe thứ 8. Và có 7 chiếc xe đã thi trước đó, một chiếc xe đã phải bỏ cuộc do gặp phải sự cố khi họ đã bị sa lầy và không thể di chuyển được qua cái điểm mà họ đã bị sa lầy đó. Và đường đua
Thứ nhất trong buổi sáng ngày hôm nay là một đường đua dài hơn 5 km. Đường đua này có thể coi là đường đua dễ nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những cái điểm khó khăn khi mà di chuyển dành cho các vận động viên. Chúng ta sẽ phải chú ý vào những điểm nút có phần đất cát xốp rất là mềm, rất là khó di chuyển, và thêm vào đó nữa là có rất nhiều chướng ngại vật trên đường đi. Để có thể di chuyển qua đây là một sự khéo léo của các vận động viên, và họ cũng sẽ phải sử dụng đến kỹ thuật lái xe, làm thế nào để chiếc xe của mình có thể di chuyển được nhanh nhất và tốt nhất trên quãng đường này. Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với đường đua của chúng tôi và xem chiếc xe cuối cùng có thể hoàn thành được phần thi của mình trong buổi sáng nay không. Kết thúc bài đua số 1 ở phân hạng xe Big Cup, tay đua có thành tích tốt nhất là Nguyễn Kim Hải của đội Dracula Team với thời gian chạy là 6 phút 30 giây. Xếp thứ nhì là tay đua Đỗ Hoàng Trung của đội Batroco với thời gian chạy là 6 phút 41 giây. Và xếp thứ ba là tay đua Nguyễn Hữu Nghĩa của đội NHN với thời gian chạy là 6 phút 42 giây. Ở phân hạng xe SUV, xếp thứ nhất là tay đua Trần Văn Minh của đội Minh Patron Vũng Tàu với thời gian chạy là 7 phút 25 giây. Về nhì là tay đua Phan Ngọc Mẫn của đội BNF06 với thời gian chạy là 7 phút 26 giây. Và xếp thứ ba là tay đua Đỗ Văn Lượng của đội BNF10 với thời gian chạy là 8 phút 46 giây. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh của bài đua số 2 trong giải đua xe thể thao địa hình Mũi Dinh Challenge 2019. Quý vị, đường đua số 2 của giải Mũi Dinh Challenge 2019 năm nay là đường đua đẹp nhất. Phải nói là trong 4 đường đua thì lại có đường đua này được đi qua cái rừng cây xanh rất là đẹp ở phía trước mặt tôi kia. Đường đua số 2 cũng là đường đua tốc độ để thử thách những tay lái của chúng ta. Và chuyên gia Sion cũng cài khá nhiều bẫy ở trên đường đua. Tâm ra chỉ có các vận động viên mà không chú ý sảnh ra một tí là có thể là bị sa vào bẫy và có thể là không đua được nữa, không tiếp tục đua được nữa. Chạy dài về phía hai hòn đá lớn kia thì sẽ là phía nhiều cát thì dễ bị sa lầy. Từ sáng giờ thì cũng có tương đối nhiều xe bị sa lầy đấy, nhưng mà có xe khắc phục được nhưng có xe cũng phải nhờ đến đội cứu hộ để ra khỏi đường đua.
nhà có chó không?
Sau khi kết thúc bài đua số 2, đối với phân hạng xe SUV, xe thứ nhất là tay đua Lại Hồng Vân của đội Bình Phước với thời gian chạy là 4 phút 12 giây. Về nhì là tay đua Phan Ngọc Mẫn của đội BNF06 với thời gian chạy là 4 phút 23 giây. Và xếp thứ ba là tay đua Trần Văn Minh của đội Minh Patron Vũng Tàu với thời gian chạy là 4 phút 25 giây. Đối với phân hạng xe Big Cup, trong bài đua số 2, đứng đầu là tay đua Phan Tiến Lộc của đội BNF03A với thời gian chạy là 4 phút. Xếp thứ nhì là tay đua Đỗ Hoàng Trung của đội Batoco với thời gian chạy là 4 phút 37 giây. Và xếp thứ ba là tay đua Diệp Tú Anh của đội Diệp Thành Auto với thời gian chạy là 4 phút 38 giây. Trong chương trình kỳ sau, chúng tôi sẽ trích giới thiệu các bài đua 3, 4 và 5 trong giải đua xe thể thao địa hình Buổi Dinh Challenge 2019. Mời quý vị và các bạn theo dõi.